Với các chị em phụ nữ đặc biệt là độ tuổi trung niên trở lên, vấn đề sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu vì lúc này cơ thể bắt đầu đối diện với bệnh tật nhiều hơn. Một trong những nỗi lo của chị em đó là căn bệnh ung thư vú. Những thông tin cần biết về căn bệnh này cũng như chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe được các bác sĩ chuyên khoa chia sẻ với chuyện trường 12 giờ. Ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên Lan Nhi xin chào quý vị khán giả và bên cạnh lan nhi ngay lúc này là bác sĩ quang trung in người sẽ chia sẻ với quý vị những kiến thức cần thiết về căn bệnh ung thư vú đang được chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay à, thưa bác sĩ có phải chăng là khi chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng dễ mắc căn bệnh ung thư vú hay không Xin chào bạn và kính chào quý vị khán giả. Bên cạnh những yếu tố nguy cơ như dậy thì sớm, mãn kinh muộn, thừa cân, hút thuốc thì khi càng lớn tuổi, nguy cơ ung thư càng cao. Thông thường khi tế bào của chúng ta bị phá hủy, cơ thể chúng ta sẽ trải qua một quá trình gọi là tự hủy, có nghĩa là cơ thể thực sự nhận ra tế bào bị tổn thương và sẽ tiến hành sửa chữa, tiêu diệt những tế bào bất thường. Nhưng ở tế bào ung thư, quá trình này không xảy ra. Vì khi chúng ta già đi, cơ chế sửa chữa bị suy giảm. Do đó tế bào nhân lên, tế bào bị tổn thương cũng nhân lên và tế bào bị tổn thương này về lâu dài sẽ gây ra ung thư. Ví dụ, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú khi bạn khoảng 30 tuổi thì tỷ lệ 100 trong số 250 phụ nữ sẽ bị ung thư, nhưng ở độ tuổi lớn hơn khoảng 40 tuổi thì tỷ lệ có thể là một người trong 20 người sẽ bị ung thư và khi bạn càng lớn tuổi thì rủi ro ngày càng tăng thưa bác sĩ lan nhi có một thắc mắc là nếu như người mẹ đã và đang mắc bệnh ung thư vú thì liệu cô con gái có khả năng cao là mắc cái căn bệnh này hay không ạ Gen cũng là một trong những yếu tố rủi ro vì đột biến di truyền cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nhưng chúng ta phải xem xét toàn bộ tiền sử gia đình, phải xem xét tổng thể có bao nhiêu người trong gia đình mắc bệnh ung thư và họ mắc bệnh ung thư ở độ tuổi nào. Và mối quan hệ này với gia đình, với cá nhân như thế nào. Vì vậy, nếu người phụ nữ bị ung thư vú, nguy cơ truyền bệnh cho con gái là có, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc liệu những người khác, nhiều thành viên khác trong gia đình có mắc ung thư hay không, họ có mắc bệnh ở độ tuổi rất trẻ và mối quan hệ rất gần hay không. Mối quan hệ càng gần thì khả năng mắc ung thư vú càng cao. Khi đó chúng ta lo lắng rằng có thể có một đột biến gen trong gia đình này và có thể được truyền cho thế hệ tiếp theo, khi đó nguy cơ mắc bệnh ung thư của người con gái có thể cao. Chúng ta đều biết về câu chuyện của Angelina Jolie, mẹ cô ấy bị ung thư vú và ung thư buồng trứng khi còn rất trẻ và Angelina đã xét nghiệm để xem liệu cô ấy có đột biến gen hay không và trong trường hợp này, cô ấy đã có gen đột biến. Vì sự đột biến đó, cô ấy thực sự có nguy cơ cao mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng. Vì vậy, Angelina Jolie đã đưa ra quyết định cắt bỏ vú và buồng trứng của mình để ngăn chặn điều đó xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải xem xét nhiều yếu tố trước khi có thể quyết định liệu một người có nguy cơ mắc bệnh ung thư hay không. cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ như vậy là hiện nay căn bệnh ung thư vú thì chúng ta có những cái phương thức những cách thức điều trị nào ạ à? Phần lớn các khối u ở vú không phải ung thư, chúng ta cần phải nhớ điều này. Nhưng nếu các u này trở thành ung thư, điều đầu tiên chúng ta cần làm là chẩn đoán hình ảnh, làm sinh thiết để chẩn đoán chính xác. Sẽ cần rất nhiều chuyên khoa để chăm sóc bệnh nhân. Nên khi một bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú, chúng tôi sẽ làm việc với đội ngũ bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tế bào học, bác sĩ ung thư nội khoa, bác sĩ xạ trị. Mỗi người sẽ đưa ra quyết định liệu bệnh nhân có cần phẫu thuật hay không, phương hướng điều trị là gì, bệnh nhân có cần hóa trị hay không. Một số phương pháp điều trị bao gồm xạ trị, liệu pháp hóc môn, liệu pháp trúng đích, liệu pháp miễn dịch. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có sự tham gia của các chuyên gia khác như chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn, nhà vật lý trị liệu. Tất cả đội ngũ chuyên gia, bác sĩ sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo hành trình điều trị ung thư vú của bệnh nhân được chăm sóc và kiểm soát tốt có rất là nhiều những cái phương pháp mà chúng ta có thể điều trị căn bệnh ung thư vú hiện nay à, tuy nhiên để có thể phòng ngừa cái căn bệnh này thì theo bác sĩ chúng ta cần có một cái chế độ ăn uống như thế nào ạ có nhiều cách giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Về chế độ ăn uống, thông thường chúng ta nên tránh thịt đỏ, tránh uống rượu và hút thuốc. Chúng ta cũng không nên quá thừa cân bởi vì thay đổi hóc môn là nguyên nhân gây ra hầu hết các bệnh ung thư. Vì vậy, chúng ta không nên dư quá nhiều hóc môn trong cơ thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân không được quá béo. Hãy đảm bảo tập thể dục, ăn uống tốt, ngủ ngon và hy vọng rằng... Bạn biết đấy, chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư, nhưng quan trọng nhất là phải đi khám định kỳ để phát hiện ung thư từ rất sớm. Các hiện ung thư vú càng sớm thì khả năng điều trị càng cao Xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị khán giả Có thể được giải đáp một phần nào đó thắc mắc của mình về căn bệnh ung thư vú Và xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi những nội dung của chương trình ngày hôm nay